Mến chào cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video của Thuận. Thì lời nói đầu tiên cho Thuận được kính chúc cô chú, anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ nha. Thì bây giờ Thuận lại tiếp tục đi thăm lờ cá mọi người. Thì trong quá trình mà đi thăm lờ cá thì để Thuận sẽ chia sẻ cho cô chú, anh chị và các bạn mình xem nếu mà có thành quả nha. Rồi mà giờ mình đi thôi mọi người. Rồi Thuận đến cái điểm thăm đầu tiên rồi mọi người. Bây giờ Thuận để Thuận đến cái lờ đầu tiên là Thuận chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn nha. Quá trời rung muốn luôn. Ở chỗ Thuận mấy bữa trước được cũng được 1-2 cơn mưa mọi người. Đây tới cái lờ đầu tiên rồi. Trời ơi, mọi người thấy cảnh tượng gì không? Gắn kẹt đầu. Không ăn cà sạc với con gắn. Rồi lát mình xử lý nó sao mọi người. Ở bên đó Thuận có một cái mà. Có gì không đây? Rồi. Rồi rồi. Cái lợn nó giật kìa. Cái lợn nó giật nè. Có cá mà không biết con gì. Thôi. Đó. Trời ơi. Thủy quái nữa mọi người. Quá trời. Thủy quái này chui vô. Xiết đầu nó hay gì mà. Đó. Quá trời quá đất. Nó bị xiết cổ nó chui vô, nó bị dây xiết cổ nó. Ờ nó sắn đứt hơm hết trơn luôn rồi. Rồi để mình thăm mấy cái kia mình xử lý nó mọi người. Rồi Thuận đến cái tiếp theo mọi người. Trời ơi, cái chê nữa. Mấy cái chê dưới ta. Ôi ơi, ba em luôn. Quá trời cái chê. Chê mọi người. Không còn nữa chứ. Chết rồi quá. Rồi để mình đem nó vô bờ. Đi đầy sầu quá. Hóa hình thủy quái nó. Thủy quái kia chưa bắt. Nó lòi cái lợi xuống dưới nước luôn à. Thủy quái không rồi mọi người. Kinh khủng chưa. Rồi đây thì có một cái nha mọi người. Ôi trời ơi, cái gì đây? Trời ơi, mới lại. Chết. Cái chết ngắt rồi trời. Trời ơi, con rùa, con nậu ơi. Quá. Cái rùa cái chơi nữa. Nay đại tiệc cái chơi luôn. Rồi. Đấy nè. Lát sự Thuận xử lý nó sao mọi người. Giờ rồi để Thuận đi thăm mấy cái còn lại luôn đó. Nãy giờ quên mặc áo khoác luôn. Chui vô đây cỏ nó cắt đau quá. Giờ Thuận phải chui. Nên là phải bằng áo khoác đội nón rồi vô mọi người. Để vô đây hả. Sậy rồi nó cắt đau lắm. Giờ mình đi thăm mọi người. Rồi. Ở đây Thuận có một cái nè. Trời ơi. Cái gì nữa đây. Cá chê nữa. Chết con cá chê mà còn còn một con cá chê luôn nội ơi. Quá. Rồi rồi thôi để đi, đi đi tiếp. Trời ơi. Nãy giờ lội mệt muốn chết luôn. Không dính. Chưa dính con cá lóc nào hết trơn. Còn cá chê không à. Bữa nay. Bữa nay ngày gì mà cá chê. Dữ thần.
Rồi cái lời của mình nó sao rồi trời. Đừng nói cái chè vô nữa. Cái gì em đây? Trời ơi, cá lóc. Được rồi, cá lóc, có cá lóc rồi. Mừng quá. Có cá lóc rồi mọi người. Nè. Con nhỏ à, khai trương. Rồi để lát thằng ra thằng bắt nó mọi người. Còn cái trong kia để thằng vô thăm luôn. Rồi. Để thằng bắt thằng chia sẻ với mọi người nha. Quá trời luôn. Cái chơi. Còn cái chơi không? Con này ăn gì nổi. Con này lát chắc mình đem vô thăm mình thả luôn mọi người. Chứ ăn gì. Còn mấy cái này nhỏ nhỏ rồi lát mình về. Mình ai xin thì mình cho luôn. Chơi mà bán buôn gì. Mà nói chung là Thận không ít bán lắm mọi người. Còn là Thận cho không à. Thầy bắt mấy này trước. Thằng kia có con cái là Thận để xa xa. Tại vì trong đó nó có con cái chết mọi người. Nó chết nên nó quay gần. Nó ghê lắm. Hai con mà nó chết hết con. Ôi ghê quá, ghê quá. Con đầu tiên nè. Được con cá lóc. Thôi tỉ quái rồi. Không tỉ quái không nằm nó đi một lát cho tôi với. Tôi với. Rồi. Lát rửa nó xong rồi. Ba em. Quá. Đầy thùng cái chơi luôn. Con này nó vô nó bị mấy con kia cào nó giết. Cái chê nó có gai không mà. Cào giết. Chóc dãy là nó mất rồi. Ê, nó chưa chết. Chưa chết mọi người. Ồ, vậy mà chưa chết ta. Đây. Có một con rùa. Rùa lát thận đem ra xong mình thả luôn. Nãy quên đem theo cái bao ta. Nãy phải đem theo cái bao đi. Lúc trước mỗi lần mỗi ngày lần Thận hay nhớ đem theo cái bao lắm mà. Hay quên. Trời ơi. Gách luôn. Rùa vô là nó quằn gách. Chân à. Nãy giờ gách mấy cái. Ở đây hai cái. Đằng kia một cái. Bà với cái này nữa là bốn cái. Gách bốn cái. Gách hôm không à. Rùa nè. Rùa này rùa gì. Rùa gì mình cũng không biết luôn. Mọi người đừng có bắt con rùa mà mọi người đưa cái tay vô cái miệng đó nha. Nó cắn á. Ghê lắm á mọi người. Nè.
ghê không, cái đầu nó nè, hồi lát thằng đem ra ngoài sông thằng thả luôn, tạm thời bỏ vô vỏ. Nay có đem thêm mấy cái lợ để xây cua nè mọi người, bỏ vô đây. Rồi cái này hư luôn, hết đem về luôn, chán là không có cá mà không có cá lóc mà hư lờ không à. Rồi ông này thì lát Thuận đem ra ngoài xong Thuận thả luôn mọi người, rồi để Thuận đi đặt lại mọi người. Rồi Thuận đến cái điểm thăm tiếp theo mọi người, giờ Thuận lội qua bển Thuận thăm, quá trời nãy giờ quằn mấy cái chê nó mệt, với đặt lại mấy cái lờ gách hết trơn rồi mọi người. Rồi mình đi thôi mọi người, để thêm thằng trăm cái này trước đây. Con cái này trời ơi, con cái lóc cứng xíu à, đặt lại luôn. Đây con cái nữa, dính nhiều, dính nhiều này. Ừ ơi, có sạc không à, sạc không à, đặt lại luôn. Dạ, giờ lội qua bển mọi người. Rồi thuận lợi quá mọi người. Cái gì đây, cái gì không, trời ơi chứ quất quất ta. Đây có một cái nè. Ây da, trời ơi, cái gì nữa đây, má ơi, trời ơi, con trăng, con trăng mọi người. Ghê quá. Chặn rồi mọi người. Gớm quá. À, nó ghê không? Nguy hiểm thiệt chứ. Để xử lý cái ca này thì hơi xử lý hơi khó. Ghê quá. Rồi Thuận thăm cái điểm này xong rồi mọi người. Không dính con cá lóc nào. Mấy cái bẫy của mình thì bị ai dời thì đi tùm lum, chắc có người thăm trước rồi mà thấy con chằn ghê quá. Rồi Thuận thăm mấy cái điểm kia xong rồi mọi người, giờ về cái thăm cái điểm này, quá trời dính toàn cái chơi không, một con cá lóc duy nhất đây, không biết dính gì không, để mình nè tới chia sẻ mọi người nha. Nay trời âm u quá, camera nó hơi mờ luôn. Đây trời ơi, cái lời trôi ra ngoài luôn hả ta, dính gì không, không dính gì hết mà trôi ra ngoài hả. Đây cái gì đây, cái gì đây,
Ôi, vô phi. Giờ để đi, lát bắt sao. Bên đây có một cái. Nắng lên này. Cái gì trời, ngã nghiêng vậy. Ấy, vô phi nữa. Ồ. Hai em vô phi. Lát bắt luôn. Rồi. Coi. Điểm này dính được hai vô phi mọi người. Chắc hết cá rồi. Vô phi đầu tiên. Này thất bại rồi mọi người. Có một con cá lóc duy nhất à. Hai vô phi còn nhiêu cái chê không? Chục cái chê vậy. Rồi, để thuyền xuống thuyền đặt lại mọi người. Rồi. Thằng về tới nhà mọi người. Để thằng chia sẻ thành quả cho mọi người xem nha. Quá mệt luôn, hôm nay lội quá mệt luôn, quằn với đám cái chê, trời ơi nó phê. Cái con bự hồi nãy thận thả mọi người, không có bắt nó, con bự quá nó bị, với lại nó bị dây xiết cổ nó nên nó chạy vậy, thôi thả nó luôn. Thận bắt mấy con nhỏ nhỏ rồi. Ê, thành quả của thận mọi người, trời ơi một bậy luôn cái chê luôn, kinh khủng không. Hôm nay đi được một con cá lóc duy nhất, còn lại là cái chê không. Quá. Ghê nhưng mà quá trời luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con. Với con bự nãy nó thường thả luôn rồi. 8 con cá chê. Con nào cũng nói cạnh cạnh luôn. Chắc lát thằng đêm mình cho mọi người. Chứ cái chê buôn bán gì. Rồi. Video của thằng tới đây kết thúc nha mọi người. Hẹn mọi người vào clip tiếp theo của thằng nha. Mọi người cho thằng xin một like và một đăng ký nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt mọi người.